Hai các bạn, mình vừa mới tới thành phố Lang Li thuộc tỉnh bang BC. Mình đã đang mua qua BC rồi các bạn. Thì mình mới vừa đáp ở sân bay Vancouver, xong cái mình mướn cái xe ở Vancouver. Mình chạy về thành phố Lang Li ha. Khoảng 45 phút chạy xe, cũng khá là xa các bạn. Thì mình chạy xe về đây. Rồi mình mới dựng nhà luôn các bạn. Mình đi tham quan vòng cho các bạn coi nha. Ok, đây là cái cửa chính nè, để đi ra ngoài. Thì vô nhà là có ngay cái tủ điện với lại một cái den. Đó, cái chỗ này mình sẽ làm phòng làm việc của mình. Đó, kín đáo. Nguyên mới gia ly, mình đi 3 người mà tới 5 cái gia ly. Rồi thêm 7 kiện đồ nữa. Trời quá trời luôn các bạn. Đây, đây là gian bếp. Bếp tất cả là đồ mới hết. Đó, đây là giặt sấy trong nhà luôn. Đây là một cái washroom. Washroom này thì là washroom đứng. Tất cả là mới luôn các bạn, brand new hoàn toàn, còn bụi mà bụi xây dựng luôn nè. Lại tại cái căn này mới xây hồi tháng 11 thôi. Đó, mới xây xong hồi tháng 11 thôi. Rồi cái anh chủ nhà ảnh nhận nhà xong cái ảnh cho thuê liền luôn. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Phòng ngủ này của ba mình. Trong đây thì lót thảm. Thảm nó mới luôn các bạn. Đồ mới hết trên, chắc chắn là sẽ không có bed bug hay bất cứ gì hết. Rồi đây là cái view nhìn ra ngoài. Thì cũng không có gì đặc biệt cho lắm. View không được đẹp cho lắm. Rồi. Ở đây là cái phòng khách các bạn. Đây mình đứng ở cho cái washroom nè, ở phòng bếp nè. Đây chỗ để chỗ bàn ăn. Rồi đây là cái phòng khách, mốt mình sẽ để một cái khu chơi trò chơi cho thằng nhóc. Rồi, qua đây là cái master bedroom. À, không có rộng lắm. Nhưng mà để chắc cũng vừa một cái nệm queen với một cái nệm twin luôn á. Bề ngang cửa sổ rất là rộng. Rồi bạn Sam đi phê quá, bạn Sam đang đứng ngóng dài ngóng đất này. Rồi ở đây là một cái closet bên trong của master bedroom. Đó, rồi bên trong đây là cái washroom của master bedroom. Rồi hai sinh luôn các bạn. Master bedroom nào cũng vậy, hai sinh hết. Đó, tất cả là đều mới hết. Một cái bathtub này nó đóng lên dạng nó bán nguyên một cái set luôn á, nó bán rồi nó để lên. Bây giờ mình còn thiếu cái cây để mình gắn cái curtain lên thôi. Đó. Tất cả là mới, hoàn toàn là đồ mới. Căn này mới xây luôn các bạn. Giá mình chưa biết bao nhiêu, để mình vài bữa mình tìm hiểu thử. Ở đây là cái ban công ở bên ngoài các bạn, ban công dài luôn nè. Ban công kiến nhìn xuống đường. Đường này là cái parkway thôi chứ không phải là đường nữa. Đó, ngoài kia mới là đường nè. Chỗ này là đường 200. Đó. Rồi ngó một vòng qua cái bếp ha. Cái bếp thì có cái máy rửa chén chưa từng ai sử dụng luôn. Nó nói là anh chủ nhà là anh Ấn Độ rất là giàu, nhìn sang lắm các bạn. Rồi microwave thấy không, sạch sẽ mới tinh. Đó, bếp còn bụi luôn nè các bạn. Đó. Ồ, ổ cắm điện có USB đàng hoàng nè. Đó. Tủ lạnh nè, hai cánh. Đó. Rồi, này là ở ngoài ban công nè các bạn. Đó, ban công mình là bao gồm ở đây là cái ban cờ ở phòng ngủ. Đó, này là phòng khách của mình. Rồi, này là bên ngoài. Dưới đây là cái dãy parking của visitor, là khách đến đó, là có thể đậu ở đây ha, mà đăng ký tòa nhà.
bên kia là nhà của người ta, cái căn đối diện nó lụp sụp ghê luôn á. Đó, một cái khuôn viên nhà đó, của người ta như vậy. Ở đây là cái mình mới xây, căn này mới xây luôn các bạn à, còn rất là mới, rất là đẹp. Bên kia là cái căn cũng mới xây nhưng mà cũ hơn căn này. Bên kia cũng vậy, bên kia đường cũng vậy. Nói chung là cái khu này là mới hết đó. Khu này rất là mới đó, quang cảnh xung quanh. Đứng đây có thể thấy được núi nè. Núi đó không biết là có phải là Rocky không à, nguyên cái dãy núi luôn đó. Đường này đường 200 là đường lớn, cho nên xe chạy buổi sáng cũng khá là ồn, nhưng mà đóng cửa vô thì ok đó. Đây là bên ngoài của khu tòa nhà nè các bạn. Đây là phía sau bãi visitor parking đó. Tòa nhà mới xây luôn, rất là hiện đại. Cái phong cách rất là hiện đại. Rồi. Hôm nay mình đi coi xe tiếp các bạn. Mình muốn một chiếc xe nhỏ khác. Mình muốn một chiếc xe nhỏ khác xong giờ mình đi đang đi bộ ra à, để đi lấy. Đây sẵn đi rồi quay cái quang cảnh cho các bạn xem luôn. À, đây từ khu nhà nè, bên trong khu nhà mình nè. Đó, rồi đi ra đường cái nè. Đường này là đường 200, đường lớn. À, sẵn quay mấy cái thao, mấy cái nhà xung quanh cho các bạn xem luôn. Đó, đi mấy bước á, là từ nhà đi mấy bước ra là tới 7-Eleven à, gần mà. À, chút xíu rồi. Đó, từ nhà mình đi ra đây chừng 2-3 phút là đến 7-Eleven rồi các bạn. Có chạm xăng kế bên luôn nè. Cái này mình ở giữa thao rồi, cho nên thành ra cũng có, cũng đông đúc, chứ không phải là vắng vẻ như là ở ở ngoài xa xa. Đó, 7-Eleven nè. Này, đi bộ qua đâu? À, đi chút chút là thấy Tesla, đi chút chút là thấy Tesla. Mặc dù là thành phố nhỏ các bạn, nhưng mà cứ đi chút chút là thấy Tesla. Nhưng mà nay sao nó giàu dữ vậy trời. Bên kia người ta đang làm đường xây dựng á, trên hơi ồn. Thôi chắc mình đi qua đi rồi chút nữa mình quay tiếp nha các bạn. Rồi mình tiếp tục đi. Ở bên này có một cái nhà thờ các bạn. Nhà thờ của người Hàn Quốc. Không biết cái cộng đồng Hàn Quốc ở đây đông không, chứ mình thấy có nhà thờ rồi đó. Nè, tại trên phía trước cửa nhà thờ là có để chữ Hàn Quốc rồi các bạn. Đó. Rồi, cái con đường này mình đang đi là đường số 200 à, là được trục đường chính, trục đường lớn. Đường 200 này nó dài lắm các bạn. Nhìn mình nhìn trên bản đồ thấy nó dài múc xuống dưới phía nam luôn, tốt chưa xuống thành phố White Rock luôn. Ở đây có mấy cái chỗ bỏ hàng vô nè, mấy cái container nó để hàng vô nè. Không biết nó là cái xưởng hay là cái gì. Ê, thrift store kìa. À, gần quá ha, cũng đâu xa đâu. Thrift store là mấy cái cửa hàng bán đồ second hand đó các bạn, giống như Value Village này nọ. Đó, giờ mình đi qua cái ngã tư, tới ngã tư trên là Pfizer chưa ta. Cái ngã các bạn thấy ngã tư ở trên nữa không? Đó, mấy cái ngã tư đông đúc á, thì một trong những cái ngã tư đó là cái đường highway Pfizer. Đi cái đường Pfizer đó là bạn có thể đi hẳn xuống xuống Surrey luôn. Này mấy cái khu ở thấy yên tĩnh rồi. À, nhiệt độ bây giờ là khoảng 9-10 độ. Cảm nhận cũng vậy. Độ ẩm cao, cho nên cảm giác của mình bây giờ giống như là mình đang đi ở giữa Đà Lạt vậy các bạn. Các bạn đi đi ở Đà Lạt mà cái mùa mà lạnh lạnh á, xe lạnh á, là các bạn sẽ thấy cảm nhận giống y chang mình. Nè mấy khu nhà sao hao nè các bạn.
người ta chơi Halloween đến giờ chưa gỡ xuống nữa hả? Đó, đây là khu nhà sao hào. Đây là ngã tư đường 200 đến đường Fraser. Đường này là hai quầy các bạn. Mà nhìn thấy giống như con đường hay không? Đó. Cái Fraser này mà cứ chạy thẳng đường này là mình lên tới Surrey luôn. Một đường một. Làm lại. Đó, làm lại. Below, đó đúng rồi. Đó, đây là máy đánh chè tại các quầy gỗ quơ mạc các bạn. Mình chỉ cần đút cái chè vô là nó sẽ tự động copy cái chè, xong nó đánh cho mình một cái chè mới. Đó, bây giờ nó bắt đầu nó scan nè các bạn. Đó, màu mè luôn. 5 đồng nè, hình Canada. Ờ. 2-4 đồng thôi. Rẻ rẻ thôi, mình đâu phải nhà mình đâu. Sao con chè vậy? Con chè thôi. Rồi. Táp cái thẻ vô thôi. Đó, giờ bắt đầu nó đánh nè các bạn. Đang đánh cho mình nè. Không biết đánh chính xác không nữa, không biết đem về xài được không nữa. Giờ đây là để làm thử nghiệm, không hay là mất 4 đồng vô duyên. Đây là cái chè đầu tiên mình đánh nè các bạn, không biết chính xác không nữa, để về xài.